Kỳ vọng là cái đáy, hai đáy của Bitcoin và cái name này nó sẽ đẩy Bitcoin đi vào cái vùng sideways để đẩy altcoin ít nhất tuần, 2 tuần nữa xem sao. Nhiều người nói rằng là vùng 70 để tạo ra một cái đỉnh thứ tiếp, đó là vùng 66-70 đấy, để nó hạ altcoin, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó vẫn cứ ok. Nhưng kèo này thì Bitcoin như vậy và đẩy altcoin, nhưng tôi để ý đến cái con TWT cho một cái ví Chess, đó là hàng xịn trong ví Chess, nó là chủ lực trong ví Chess, vẫn được đẩy lên khoảng độ 1 đô mọi người nhé. Từ 0,7 vẫn có thể là có cái sóng này, và sóng điều chỉnh, giá điều chỉnh về Bollinger Band giữa để chúng ta có con TWT tốt nhé. Do vậy là những người đánh một con thì cần tập trung vào ví chớt và TWT mà swap ra nhé. Đấy là một cái lý do mà mọi người hỏi tôi là nó là một con thì con gì, thì tôi cũng nói luôn là TWT cũng được. Mọi người phải chú ý tất cả mọi cái thông tin và các livestream tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để sao cho mọi người hiểu được các cái môi trường mà chúng ta swap, và chúng ta xử lý được các vấn đề nạp rút cho nó an toàn, bảo mật tốt nhé.